Vâng, xin chào các bạn. Qua hệ thống đồng hồ giờ watch, chúng tôi lại làm video để giới thiệu với các bạn một mẫu đồng hồ Ozen chính hãng đang có bán tại hệ thống đồng hồ giờ watch chúng tôi. Vâng, có địa chỉ tại tầng G trung tâm mại The Garden, đường Mỹ Trì, Mỹ Đình, Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, và tầng 1 trung tâm mại Vipex Long Biên, quận Long Biên, thành phố Hà Nội. Vâng, có địa chỉ website là thewatch.com.vn và thewatch.vn, hotline là 0977 91 97. Vâng, hiện tại thì cửa hàng của chúng tôi đang có một mẫu đồng hồ rất là ok. Mẫu đồng hồ có mã là FAL00001W0, có giá là 6.260.000. Khi các bạn mà mua online thì chúng tôi sẽ giảm giá cho các bạn. Vâng, giảm giá ít nhất là 10%. Và các bạn có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi để sở hữu bên này nhé. Giới thiệu sơ qua với các bạn, đây là một mẫu đồng hồ Ozen phiên bản là dây đờ mi. Phiên bản dây đờ mi mặt số La Mã kết hợp với cọc số kim vót nhọn rất là đẹp. Vâng, chức năng thì gồm có lịch thứ và lịch ngày. Đấy. Và đây là dòng máy automatic, máy cơ các bạn nhé. Vâng, đồng hồ cơ. Đây các bạn này, đang chạy này. Đó, đang chạy. Đó. Về chất liệu thì mặt kính thì đây là kính cứng, và chất liệu vỏ dây đều là thép 316L. Đây. Đây phần khóa đấy các bạn nhé. Đó. Quay chi tiết cho các bạn xem này. Vâng, còn đây là mặt đáy các bạn nhé. Đây, mặt đáy này. Mặt đáy thì gồm có tem của Tân Hải Minh, nhà phân phối đồng hồ Ozen tại Việt Nam, và có các thông số kỹ thuật và mã rồi thông số kỹ thuật của mẫu đồng hồ này. Đó, và có tem của Ozen. Đó. Lộ máy bên trong để cho các bạn xem được bộ máy cơ khí chuyển động ở bên trong rất là tinh tế. Và đây các bạn xem chi tiết rất là đẹp luôn. Vâng, mẫu đồng hồ này có mặt số là size 43. Vâng, mặt số là 43 các bạn ạ. Mặt số của mẫu đồng hồ này là 43 mini, phù hợp với những các bạn nào có cổ tay to một chút thì đeo rất là đẹp. Ví dụ cổ tay khoảng tầm 18 cho đến 22 đấy, đeo rất là đẹp luôn, ok luôn. 21-22 đeo rất là đẹp. Phù hợp với các bạn là đeo văn phòng. Đấy, đeo văn phòng hoặc là công sở rất là ok luôn các bạn nhé. Tất cả đều là chính hãng các bạn nhé. Ai bảo hàng nhái hàng giả chúng tôi đền các bạn gấp 10 lần luôn. Rất là đẹp đúng không ạ? Màu đờ mi, màu sáng rất là nổi luôn. Kiểu thiết kế rất là đẹp, trẻ trung. Ai có nhu cầu thì hãy liên hệ trực tiếp với hệ thống đồng hồ giờ watch của chúng tôi qua số hotline đang chạy trên màn hình, hoặc là nhắn tin hoặc comment để sở hữu em nó nhé. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy video này hay thì hãy like, share, chia sẻ để ủng hộ cho chúng tôi các bạn nhé. Vâng, bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Xin chào.